Hôm nay sếp đăng kiện tới Đại Phú xin giới thiệu một cái mẫu bản mạch lô kéo ha. Ok. Này mặt trước của nó ha. Thì mẫu này có Bluetooth sử dụng đầy đủ ha. Thẻ nhớ USB đầy đủ hết. Đây tổng 5 vô lân chỉnh. Mid-Von Echo, Jetpad, Von Music. Nó vào rồi xe, công tắc con ốp. Thì đối với mặt này á, thì sử dụng nguồn 12V hoặc là 24V nha. Ok. Cái này là bên trong của bản mặt ha. Cốt này mặt Echo nè. Mặt dưới là mặt Master nè. Ok. Này đang ghép kênh ha, ghép kênh. BTL, chạy BTL ha. Này phần công suất nè, có miếng nhôm bự nè ha, nhôm bự. Ok, mình test qua về cái mặt công suất này nha, mặt lô kéo này nha. Rồi, đang test qua bình nè, bình chạy 12V nè. Mình có thể xài cho bình 24V cũng ok, cũng được nha. Thì đối với mạch này á thì 12V thì cần 4A. Nếu mình sử dụng adapter thì chỉ cần 4A thôi. Còn 24V chỉ cần 2A thôi ha. Rồi, test qua về cái tiếng nhạc trước ha. Alo, 1, 2, 3, 4. Tăng lên xíu ha. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alo. Ok. Tới phần nhạc lại xíu nữa ha. Video mình đã demo tới đây ha. Mình xin kết thúc cái video tại đây ha. Xin chào ha.